Xuống nhà dưới kia người ta nói tưởng đâu tôi đi phát quà từ thiện đó, thì người ta mới nói có ông ở đây khổ lắm, hai vợ chồng con nghèo khổ lắm mà tôi nuôi mấy đứa bát đấy à, con trai xo xo đó nghe mà tôi bốc ngó bát đấy. Ừ, ọp lử tròn nắng à. À, cái hộp nữa nghe. Chè hả? Chè vô. Xem anh chè anh chẳng thành mua á. Giờ hờ rồi. Đã lý. Ngày muốn mà thọt đó ấy, vô dùn mà ho nữa. Chiều về đuôi bướm trên đồng nâng niu hát đùa với dế nhỏ trai mình nằm trên cỏ ấm. Hay gì ơi, sao thoải mái thế hả? Đã thọt tiết ngày muốn bỏ dùn mà đo ngay lỡ mà thọt tiết. Ừ, anh con trái sát mọi người. Khiếm mưa nấu xa đau một phần nè. Nóm phụ nâng tâm mưa phùm mấy. Nè. Chè hô bé. Ừ, anh ông mua tiết nè. Hô bay. Ừ, mấy chân mấy ở kia luôn đây dân. Ừ, nè. Ừ, chú bái à. Nè, ta bỏ ai với nè. Dù dù mà phùm nó khơi phải ta bà bà anh đang mấy phí con cô phí đó mà bà ta bà một chiều em đứng bên cầu che nghiêng nón cười như dấu mộng thẹn thùng nụ hoa mới hé cho tôi nhớ lại hương tóc mềm do chiều hạ hương ấm vai đêm mơ thấy tình đi nhẹ nhẹ mà nhớ em ngày xa xa ở dưới ấp kinh ở sụp tuyết của tô ở phía sau này là đồng lúa, người ta đang cắt lúa làm sao
lúa dưới đồng bằng là miếng miếng bự nhỉ. Cho tôi bước lại con đường làng ngày đầu cầm sách đến trường. Bên đó là rừng tràm, rừng tràm Tân Tiến. Mùi thơm giấy mới cho tôi hát lại tiếng hát đầu như thuở mẹ ru rất yêu. Tay tôi xếp hoài con diều nhỏ để ước mơ vào mây cao. Cho tôi giữ lại khung trời mộng chiều về đuôi bướm trên đầu nâng niu hát đùa với dế nhỏ trời mình nằm trên cỏ ấm. Cái này là lúa người ta cắt lên sau người ta đem lên để đây là đồ lòng nghe vẫn vương thơ tôi viết ngoài cho tình mộng để hát cho người yêu nhau. Chơi lúa gieo bầu chơi lúa đây là có bến thuyền. Chờ vác lúa hả? À. Này này vác lên xe, vác lên ghe. Chút ghe vô đây hả? Dạ. À. Nghe anh em ta chờ chờ chở lúa dưới đồng lên đặng ta gác ta bỏ ta vác bỏ lên ghe. Làm ăn ở đây cũng có công đoàn nữa anh ta. Dạ. Nghe nói có công đoàn nữa hả? À, xuống nhà dưới kia người ta nói tưởng đâu tôi đi phát quà từ thiện
À, thì ta ta mới nói có ông ở đây khổ lắm, hai vợ chồng nghèo khổ lắm mà nuôi mấy đứa trẻ bị chất độc da cam gì đó. Dạ, đó nhỏ nó đâu tử nhỏ nói thơ thẩm ngày không ăn cơm ăn nước gì. Bây giờ như thế này nè, tôi không có quà từ thiện, nhưng bây giờ sẵn đi ngang đây người ta nói vậy thì thôi tôi gửi tặng hai ông bà 200. Không được rồi, cảm ơn. Không, cứ lấy đi rồi muốn mua gạo mua làm gì đó làm ha. Không, được rồi, cắt đi cắt đi. Tôi còn thằng nằm ở nhà thương luôn xin 3 năm, 2-3 tháng. Thì bây giờ cứ cắt tiền đi rồi nói chuyện với nhau sau. Cảm ơn, ngồi nghỉ ha. À, tôi cho biết nhà biết cửa rồi đấy. Đặng mai mốt tôi, nếu tôi có quà từ thiện ta cho tôi mang xuống cho, chứ tôi cho khúc ở bên trên bãi đá không à. Dạ. Hả? Tôi giờ tôi ở Tiên Tôn đó, mà hồi xưa tôi cũng ở ở đây nè. Dạ. Tôi ở dưới cái nền nhà máy ở dưới á. Ở đây nói là có ông Ba Châu, tôi chỉ nhớ cái đường chỗ ông Ba Châu xuống nhà tôi bao xa, tại tôi Việt Kiều hồi hương hồi năm 75 á, người ta đưa về đây ở nè. À, thôi vậy thôi ha, tôi đi nha. Cái này tiền này cũng của bà con gửi tôi cho thôi, chứ người ta thấy tôi đi vậy tôi biết chỗ nào có người nghèo gì rồi đặng mà tôi đưa lại cho thôi. Thôi thì bị gì nó tị quay quá tị nó quay qua cái ba trứng ba cái bị nhiễm độc này thì nó đủ thứ chuyện trên đời á. Rồi xin về bác sĩ nó về rồi nhớ về nhà người nhà cái tên mà có gì chịu nhiễm chứ bác sĩ tao chịu. Ở khoảng mấy gài cái bắt đầu cái hỏi có nước chút nước rồi ra. Rồi thôi vậy tôi đang có một chuyện á, chừng nào chừng nào có dịp tôi có quà tôi mang xuống cho ha. Rồi đi nha. Vừa rồi. Chạy vô cổng đám cưới luôn rồi con.